Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, miền Bắc đều không mưa, tạnh ráo và có nắng. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, nền nhiệt ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ sẽ từ 10 đến 13 độ. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng tăng lên mức từ 13 đến 16 độ. Sang ngày mai, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nhiều mây vào buổi sáng. Đến trưa chiều, ở khu vực phía đông Bắc Bộ, trời sẽ chuyển nắng và nhiệt độ ngày tăng lên mức từ 19 đến 22 độ. Rét đậm chỉ còn xảy ra ở khu vực vùng núi. Đối với khu vực các tỉnh phía tây Bắc Bộ, trời nắng sớm hơn và nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ trên 23 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, không khí lạnh suy yếu trong ngày hôm nay, mưa ở Trung Bộ tiếp tục thu hẹp lại, nên dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn duy trì tình trạng nhiều mây. Mưa vẫn xuất hiện rải rác ở vùng ven biển từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi với lượng mưa từ 5 đến 10 mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ dao động tăng khoảng từ 25 đến 26 độ. Còn từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ sẽ dao động tăng khoảng từ 27 đến 30 độ. Đến tối nhiệt độ giảm, trời rét ở khu vực phía Bắc đều hải vân với nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận từ 20 đến 23 độ. Trở xuống khu vực phía Nam, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chuỗi ngày ít mưa, trời nắng mạnh vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại Tây Nguyên đều cao từ 28 đến 31 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ từ 31 đến 34 độ, trời nắng nhẹ về trưa chiều. Đến tối và đêm thì nhiệt độ giảm thấp, trời rét ở vùng cao Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và 21 đến 24 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển dưới tác động của không khí lạnh, khu vực phía bắc của biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Cà Mau. Khu vực phía nam của biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.